Các giới chức bệnh viện tại Kabul ngày 17 tháng 9 lo lắng về việc tiếp liệu y tế, đặc biệt để chữa trị cho bệnh nhân COVID, trong lúc Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan. Trước khi Taliban nắm quyền kiểm soát, chúng tôi có đủ trang bị thuốc men cho một quý. Chúng tôi đã mua thuốc và tồn trữ đầy đủ, và chúng tôi phát thuốc từ kho này. Trong quá khứ, khi thiếu thì chúng tôi mua thêm, nhưng giờ đang chỉ dùng thuốc từ một nguồn dự trữ này. Tổ chức Y tế Thế giới đầu tháng 9 cho hay, hàng trăm cơ sở y tế trong nước có nguy cơ bị đóng cửa vì các nhà tài trợ cung cấp tài chính không được phép giao tiếp với chính phủ Taliban. Hơn 3,5 triệu người Afghanistan đã bị thất tán trong đất nước, đang đối chọi với hạn hán và đại dịch COVID-19. Nỗi tuyệt vọng hiện rõ qua lời khẩn cầu của bệnh nhân này. Nước chúng tôi là một nước nghèo, chúng tôi cần thuốc men, nhiều thứ khác nữa, hầu hết mọi thứ. Nếu có ai tới cho thì khó khăn của bệnh nhân sẽ được giải quyết nhờ lòng thương xót của Đấng Allah. Đó là điều tôi khẩn cầu. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, chưa tới 4% dân số Afghanistan đã tiêm chủng.